Dạ thôi, tuần này anh sẽ quay về vì con. Em bỏ qua hết cho nó mọi chuyện nhé. Thế mà bây giờ nó còn như thế này đấy. Thì nó hỏi nó là vì con gì? Hả? Còn kích chứ còn gì? Anh đi có một lồn nào? Địt mày cũng may là chồng mày mày nó bắt được, vô tư gặp tao, anh em tao bắt từ ngoài đường, chết địt mẹ mày. Mày tin cái phải cái đất tư giãn sở ấy, các anh thì bao dù như nào không? Mày địt mẹ mày bắt ngoài đường thì đúng là thật tình. May là cái thằng chồng mày nó bắt được chứ mà. Đây để các em tao mày bắt được mày thì mày chết. Không còn cái gì. Vâng, cháu gọi hết rồi. Cháu gọi rồi ạ. Vâng, cháu gọi rồi mà. Vâng. Đó là bạn cháu nó mới đau rồi chú. Thằng bạn cháu. Mày mở nó đi. Rồi.